Xin chào các bạn đã đến với channel của Cá Ích Cảnh nha các bạn. Đây các bạn thấy trước mặt mình có một cái quạt hiệu ở dưới đây thì nó để hiệu là Tita, còn dưới đây là để hiệu Windy, cho nên mình cũng không biết cái quạt này hiệu gì luôn. Ở dưới đây thì hiệu khác, dưới đây hiệu khác. Rồi, thì đây mình cái quạt này mới mua về chai nha các bạn. Đây mình sẽ kiểm tra sơ sơ này. Đây các bạn, nó bị, các bạn thấy là nó có cái trường hợp là nó bị xúc cái này ra này đó, nhưng mà nó không có bị xúc cái lồng không, mà nó bị xúc luôn cái phần nắp phía trước này. Nắp phía trước rồi, đây thì mình sẽ kiểm tra sơ bộ cái coi, tháo cái nắp phía sau ra cái nha các bạn. Này nó bị mục cho nên các bạn thấy không, gãy rồi này đó. Chúng ta dặn con dít phía sau ra, chúng ta kiểm tra coi cái cục máy này là cục đồng hay cục nhôm cái nha các bạn. Đây qua này là cục máy, này là cục máy B4, dây này là dây đồng cũng khá là to nha các bạn. Rồi ok, đâu mình là tụ này thì nó bị sức này, các bạn thấy con tụ này nó bị xúc cái con vít này nè, nó bị gãy đó. Rồi thì mình dùng cái đồng hồ mình đo thử cái hai cái đầu tụ nó còn trở kháng không nha các bạn. Coi cái quạt này, cái cục đồng, cái lốc máy coi khả năng nó còn sống không nha. Đây năm trăm sáu mươi chín ôm. Rồi ok, quạt này khả năng sống rất là cao đó. Cái này mình đo, mình đo thử hai cái đầu tụ là một sợi dây chạy với một sợi dây đời đó các bạn. Đây mình dặn con vít này ra đi, tại vì cái này nó cái này trên con tụ này nó bị gãy các bạn. Đây chúng ta dặn bỏ cái này đi, này mình xử lý từ từ nha các bạn, tới đâu thì mình sẽ xử lý tới đó. Đây thì mình sẽ dặn dỡ con vít này ra, chúng ta dặn con tụ cho nó dính vô đây đó. Đây chúng ta sẽ dặn cho nó dính vô đây nha các bạn, tại vì hai cái đầu tụ này nó liên quan tới điện 220V, cho nên là rất là sợ nó chạm vô cái phần thân của cục máy này, nó sẽ rò điện ra rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta sẽ cố định nó lại đi. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lặt cái phần đầu này lại, chúng ta tháo cái nắp, tháo cánh đầu ra, chúng ta xử lý cái phần phía trước nha các bạn. Hồi chúng ta ghim điện, chúng ta thử coi nó còn quay không nha. Đây rồi, đây các bạn, mình sẽ tháo cánh ra nha. Ok, ta tháo cánh ra. Đây rồi, phần tháo cái nắp này ra. Dạ. Rồi, cái nắp này nó bị hai con vít hai bên nó bị bể nè, cho nên chúng ta sẽ có thể chúng ta dặn hai con vít trên dưới. Nhưng mà cái này nó, cái nắp này nó giòn quá, ta có thể thay thành cái nắp khác cũng được nha các bạn. Nhưng mà để mình thử coi cái quạt này nó còn quay không cái đã. Cốt thì nó không có kẹt. Cái này cục đồng cũng khá là to ha. Đây, mình sẽ kiếm cái chui điện mình ghim thử cái nha các bạn. Kiếm cái chui điện mình ghim điện thử cái. Cái quạt này khả năng còn sống khá là cao. Đây mình bật số 2 mình đo, mình có thể đo trở kháng thử hai cái đầu dây này đó. Nhảy lia chia chân các bạn. Rồi cái này nó nhảy lia chia nhưng mà nó nhảy trong giai đoạn ôm. Rồi tạm chấp nhận được. Đây mình sẽ cắt cái sợi dây điện này ra, mình
nối sợi dây điện mới vào nha các bạn. Xong rồi chúng ta thử coi nó còn quay không. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tính tiếp nha các bạn. Đó, ta nối dây điện. Rồi. Tại vì có khi các bạn thấy cái quạt mà nó bị xúc lòng như vậy đó, rồi ta bán ra chai luôn nha các bạn. Đây các bạn, mình sẽ dùng dây điện mình nối. Rồi, ok. Đó, các bạn nối dây điện, các bạn dùng keo cách điện, các bạn quấn lại nha. Chị sau này cưng 80 kg còn đẹp chị. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ ghim điện, ta thử cái nha các bạn. Đó, đây mình sẽ lấy ô điện mình ghim thử nha. Wow. Quay luôn các bạn ơi. Đó. Đây các bạn thấy quạt đang quay luôn á. Rồi mình coi cái tính năng coi nó còn hoạt động không nha các bạn. À, cái này là nhịp số. Tính năng ở đây. Đó. Wow, các bạn thấy quạt còn quay luôn đây. Rồi, ok. Tắt đi. Quạt còn quay nha các bạn. Rồi thì sau khi chúng ta thấy quạt mà thử nó quay rồi, chúng ta sẽ chà cho nó ít dầu nha các bạn. Thầy mua cái quạt da chai mà các bạn thử mà nó còn quay là ngon rồi đó. Đây mình sẽ chà cho nó một ít dầu nha. Rồi, ok. Chà, các bạn chà vài giọt dầu thôi nha các bạn. Rồi, xong. Cái nắp này thì các bạn có thể đổi hai con ốc hai bên thành hai con ốc trên với ốc dưới nha các bạn. Đó, các bạn có thể đổi thành hai con ốc trên với con ốc dưới. Đây. Hoặc là các bạn có thể kiếm cái nắp khác các bạn đổi cũng được. Đó, thôi chúng ta sẽ dùng một cái lồng đền nữa nha các bạn. À, cái lồng đền này nó cũng không bự được, nó không bự thêm mấy. Nhưng mà thôi gọi dân đại đi. Đây mình sẽ dặn con ốc trên với con ốc dưới nha các bạn. Đó, ta dặn vô nha các bạn. Tại vì hai con ốc hai bên này nè, hai con ốc trên với hai ốc hai bên nó bị bể rồi. Rồi chúng ta sẽ dặn ốc trên với ốc dưới. Rồi các bạn nhận siết vô nha. Rồi, ok. Rồi, thì chúng ta trước khi lắp lại thì chúng ta sẽ vệ sinh sơn cái nha các bạn. Đó, các bạn sẽ vệ sinh sơn cái nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó. Rồi. Chúng ta sẽ lau vệ sinh cái nha các bạn. Đó. Bạn tháo dòng này ra rồi chúng ta lắp phía trước. Rồi ok. Các bạn sẽ các bạn sẽ lắp cái lắp phía trước này lại. Dặn khóa lồng lại nha các bạn. Rồi ok. Xong. Thì chúng ta sẽ lắp cánh lại. Đây các bạn sẽ lắp cánh lại nha. Này mùa hè giờ ve kêu quá trời luôn. Đó. Rồi chúng ta dặn cánh lại. Đó. Rồi các bạn sẽ lắp cái các bạn sẽ lắp cái nắp lồng phía trước. Rồi các bạn lắp cái nắp lồng phía trước vào nha. Đó. Hoàng này mua ve chai mà các bạn thấy cũng còn, nói chung là nó rất là cũ rồi, nhưng mà cũng còn chạy được. Rồi giờ chúng ta sẽ các bạn sẽ tháo cái này ra, tháo bỏ này nha các bạn. Ta dùng cái kìm ta cắt bỏ cái này ra cho gắn cái nắp vào, xong ta gắn cái nút này nữa. Đây chúng ta sẽ cắt cái này hồi nãy chúng ta tháo rồi nó bị gãy các bạn, nó bị giòn gãy. Đây các bạn sẽ dùng kìm bằng cắt ra này. Rồi ok. Chúng ta đậy cái nắp lại nha. Đây các bạn sẽ đậy cái nắp phía sau lại nè. Đó. Rồi chúng ta dặn cái nắp phía sau lại nha các bạn. Siết lại. Rồi ok. Các bạn sẽ đây mình dùng một cái nút khác. Đó. Rồi ok. Rồi chúng ta ghim thử cái nha các bạn. Quạt mua ve chai. Quạt này là mình mua ve chai là xong rồi chúng ta kiểm tra giờ thử coi nó sao nha. Thì ghim điện thử nha các bạn. Đó, rồi mình đã ghim điện xong rồi nè. Bật thử nè. Wow. Quá mát luôn mọi người. Đây. Wow, quá mát luôn. Wow, khá liêm các bạn. Quạt này cuộn đồng nha các bạn. Nhìn mới đầu mình nhìn cái hiệu mình tính ra nó là cuộn nhôm, nhưng mà tháo ra mới biết nó là cuộn đồng. Quá êm luôn. Số 2 nè. Chị mua quạt chưa? Chị mua quạt cho tượng cơ. Quá êm. Rồi thôi clip này mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Các bạn xem các bạn thấy hay đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Quạt này quạt mua ve chai, chúng ta kiểm tra xong những cái hư cơ bản là nó bị đứt dây điện, nó bị sút luôn cái phần lồng phía trước ra, thì chúng ta đã gắn lại rồi thì giờ nó đã ok. Rồi, video này mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.